trình Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc Tài Tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Mở đầu chương trình, Tài Tử Lý Ngân và Thành Điểm hát thể điệu Phú Lục 34 câu Lời Hẹn Ước, soạn lời Thành Điểm. Chào anh ba, tôi muốn gặp anh một chút có được không à? Vô đây, ngồi xuống đây đi chị. Hình như có chuyện gì quan trọng hả chị? Hôm nay tôi muốn nhắc lại với anh lời hẹn ước. Ôi, cái chuyện đó lâu lắm rồi. Tôi thấy hình như cũng đã nhạt phai theo thời gian rồi chị à. Dù thời gian có qua đi, cuộc đời nhiều thay đổi, nhưng tôi vẫn nhớ lời hẹn ước năm xưa. Ý chị là sao? Như anh đã biết, thằng con trai tôi thương con trai anh hồi còn đi học. Hai đứa cùng nhau thề, nó cũng từng thưa chuyện hôn nhân. Thì vợ chồng tôi đã biết chuyện này mấy năm qua, đang bàn tính cùng nhau, mong con gái mình có chỗ yên thân. Có điều chi mà anh suy tính, bao tôi đợi chờ suốt mấy năm qua, kéo qua thời xuân xanh, tuổi nhỏ đang chờ quyết định. Con gái của tôi nghề chưa ổn định, con trai của chị cũng vậy, mà tôi mong mà chị hiểu giùm tôi. Cưới nhau về còn nghĩ tương lai. Con trai của tôi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, lo tuổi hai đứa không phù hợp vợ chồng. Thầy coi rồi không được lấy nhau, tương lai sau này gặp cảnh lao đao. Ý trời ơi, anh nói chuyện này ra không sợ thiên hạ chê cười. Thời đại con người lớn trời xuống biển mà anh còn tôi đã hiểu, vậy là bên chị đã quyết tâm. Điều này tôi cũng đang mong, hợp ý đồng tâm, mọi chuyện đẹp lòng. Này bà nó ơi, mau lên đây để bàn tính chuyện này, chuẩn bị đón tình vui. Mọi chuyện đều êm xuôi. Còn phần đàn trai phải chọn tháng đúng ngày lành, lo ngang thứ hòa trình lên hôn lễ, cho rỡ ràng dòng họ đuổi bên. Đàn gái tôi á không có đòi hỏi, chỉ tính sao cho phù hợp với mình. Đừng sĩ diện làm quá linh đình, xong đám rồi gây nợ cho con. Tự liệu sức mình tính thế nào cho phù hợp trước sau, nhất định nhà tôi rất vui. Chị sắp tới đây có được dâu. Ngày xưa tuổi trẻ mình trong hoàn cảnh khó khăn,
chặng đường gian khổ ấy đã qua, giờ phải lo tròn cho thế hệ tương lai. Bao người cùng chung tay luôn hướng về phía tương lai. Đúng rồi, quê ta phải làm sao sánh kịp dùng đất chính lòng sông nước Cửu Long, vươn lên cùng cả non sông, rạng rỡ quê mình tên gọi Vĩnh Long. Liên tục chương trình là thể điệu Sương Chiều qua Tú Anh, dòng Cố Hương, viết lời Trần Ngọc Thạch, do tài tử Ngọc Tuyền thể hiện. Gió chớm thu sang sắc xe lòng nơ thơ, đường xa thăm thẳm ngàn nẻo trong gai, ta chưa tiện bước cơ quay. Chờ thiết tha
mong thiên đường sẽ quay về cơn não nề. Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức thể điệu Tây Thi Quê Hương Ngày Mới viết lời Nguyễn Thị Nang với tiếng hát của tài tử Minh Tâm. Bà nó ơi, chuẩn bị trong ngoài đâu đó xong chưa, tôi sẽ đưa bà đi ngắm cảnh tham quan thành phố Vĩnh Long khang trang to đẹp, gặp cha gì mới sáng tinh mới, tôi còn lo bày heo giới đàn gà, tụi nó sắp biến thành ở phía nhà sao. Thành công việc hồi hừng đông khi chưa ló vàng mặt trời, cái ông này sao không nói với tôi một hôm nay đúng là ngày đặc biệt, là tôi mới dành cái khoản ưu tiên để bà lo sữa xót cho con lành. Ôi ông ơi, vợ chồng mình già phải vẽ mừng khi con cháu nó cười, bà cứ vậy không mọi thứ khác xưa rồi, các ở chỗ nào không nói thứ nghe thôi. Mùa vui đã theo về trên miền đất dân đông, bà xem kìa tiếng cười nói rộn đông vui như đầy hội, ngày hội quê hương rực rỡ sắc màu, mỗi hối lời cao đem tiếng chung tròn vẹn thành cách thời gian mấy mươi năm thành công, đất nước anh mình đập bóng cờ qua cứ ngỡ trong mơ ai ngờ vui tới đời đổi thay rồi nó thành ơn chốn đến nơi, nghi thức bây giờ vô cùng quan trọng, phải học nhiều hơn mới đáp ứng nhu cầu. Con đường hiện đại văn minh đã mở ra một tầm nhìn sáng lạng, chặt chẽ bền lòng dừng bước ta đi vì một ngày mai giàu vanh cường. Tôi bộ lông gà vẫn tám mê thời xuân, nên mọi thứ rõ đông theo xét tình hình, đại dính lòng người bạn chi tình, sao một ngày làm lũ giới đồng sâu. Nè ông hãy đợi tôi một chút thôi nghe, ngoài trong đâu đó hoàn thành, tôi sẽ theo ông cho nghĩa tình trọn vẹn, có bà kề bên tôi rất khỏe, xanh bước chung vai suốt cuộc hành trình, quê hương ngày mới rộn ràng, niềm tin cháy núi rạng ngời. Tài tử Kim Phóng nối tiếp chương trình với thể điệu dòng cổ nhịp 32, Trở lại Trà Ôn, soạn lời Thanh Tâm.
cùng ảnh sang sông thăm miệt đất cồn. Dòng sông Hầu dần xuống sau chiều chờ nôi. Về quê xưa lòng em thêm nhớ, nhớ mênh mông những chiều nắng nghiêng đầu sông. Đất quê hương lòng nhân ai khắc sâu tình. Dòng sông mang chớ nặng phù sa cho ấm no đời ta, đón anh về như đón đời người thân. Thời gian cứ mãi trôi qua như một giấc mơ, cho đến hôm nay em mới trở về quê cũ. Dù sống ở nơi đâu, núi thẳm rừng sâu hay chốn phồn hoa đô hội, em vẫn nhớ mãi bài ca anh viết cho em chiều chở nỗi quê mình. Bài ca ấy nhị
mình hẹn chờ nhau nơi quán nhỏ bên giang đầu, tay trong tay chưa gạt lời tâm sự mà ánh mắt nụ cười như chưa dạng lời thương. Chợ nổi ban chiều đã thưa khách vãng lai, hòa thị chất và ôn cũng thưa người qua lại, chỉ còn lại anh với em vừa chiều thu gợi nhớ mà kỷ niệm ngày xưa năm tháng chẳng phai mờ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức thể điệu Liên Nam, Năm Cung Chuyển Bậc, soạn lời Minh Đăng, do tài tử Thảo Vi thể hiện. Thank you.
Chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt.